Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, có lẽ là lâu lắm rồi Hương Giang mới có hân hạnh được tiếp chuyện với anh Nguyễn Ngọc Mùi trong chương trình Những Góc Tối của Xã hội Mỹ. Và thưa anh Mùi, thưa quý vị, chương trình này thì lâu nay chúng tôi cũng đón nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, nhưng mà tuy nhiên cũng có rất là nhiều những cái lời nghi ngờ, không biết nước Mỹ mà tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, tại sao lại có những cái vấn đề như vậy. Và hôm nay không biết là anh Nguyễn Ngọc Mùi sẽ đem vấn đề nào đây, cái góc tối nào đây, cái góc khuất nào đây đến trao đổi cùng quý vị. Chào Hương Giang và chào quý vị khán giả của truyền hình Cali Today. Hương Giang biết những cái đề tài nó là khó kiếm lắm, phải không? Những cái đó mình phải cố gắng đọc nhiều, rồi mình cố gắng mình lắng nghe người này người khác, với có những góc tối là mặt tối nào của xã hội, với đó mình đưa lên để mình trình với quý vị để tìm hiểu thêm một tí về xã hội Mỹ như thế nào. Khi mà mình tìm hiểu được nhiều thì mình có thể mình sống thoải mái hơn, Hương Giang. Thì bên cạnh đó thì Hương Giang cũng biết rằng là có một số thì họ thích tìm những cái mà khó khăn để mình đương đầu. Thì hôm nay Hương Giang thì bây giờ anh em mình nói chuyện vấn đề các tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ, hay còn gọi là non-profit organization, tức là những tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng mà Hương Giang thắc mắc, mỗi lần anh Mùi biết, mỗi lần mà ví dụ như thỉnh thoảng thì Hương Giang có gửi tiền giúp một cái quỹ nào đó, chẳng hạn như là quỹ bảo trợ trẻ ung thư trẻ em chẳng hạn, thì khi mình gửi một cái số tiền nhỏ thôi, mình gửi đi một cái, thì ngay lập tức sau đó hàng chục tổ chức khác họ cũng gửi thư về, họ kêu gọi mình đóng góp. Bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho anh Mùi là, gọi là tổ chức phi lợi nhuận, những tổ chức thiện nguyện, thì những tổ chức này họ lấy nguồn tiền chủ yếu từ đâu? Đúng, thì đó là những cái vấn đề mà mình hôm nay mình nói chuyện Hương Giang. Thì điều trước tiên thì mình cũng gửi đến quý vị vấn đề từ thiện như thế nào và ai làm từ thiện, chứ không phải là ai họ làm từ thiện hết trơn á. Người Mỹ thường hay có nói câu như thế này, Hương Giang này: nếu bạn mà không nghèo đủ để xin tiền mà từ thiện á, thì như vậy là bạn giàu đủ để đóng góp làm việc từ thiện. Đó là cái câu mà người Mỹ hay thường nói lắm. Họ nói như thế này: if you are not poor enough, nếu như bạn mà nghèo, không đủ nghèo, to take a charity, để mà nhận tiền về từ thiện, you are rich enough to give it. Thế như vậy là bạn tặng cho người khác rồi. Thế như vậy, thưa quý vị thấy rằng người Mỹ họ có quan niệm như vậy. Bởi vì người Mỹ họ nói thế này: con người sinh ra thì đại đa số trong lòng của họ có cái lòng nhân từ rồi, biết cảm xúc trước cái cảnh đau thương và đau khổ của con người. Bên đạo Phật thì có nói rằng, tức là mình trải lòng từ bi rồi mình sống. Bên đạo Thiên Chúa Giáo thì họ nói rằng, họ khuyên đệ tử rằng, hoặc là con chiên rằng, nên sống với cái lòng bác ái. Và nhất là Khổng Tử, Việt Nam mình có nặng nề bởi cái tư tưởng của Khổng Tử, nói con người mình phải sống có lòng nhân từ. Tuy như vậy, những cái tư tưởng lớn như vậy gặp nhau một chỗ, và con người Mỹ được giáo dục và được tôi luyện trong cái đó, có một cuộc đời sống phóng khoáng hơn, phóng đạt hơn và giàu tình thương hơn. Nếu mà như vậy thì đâu có phải góc tối đâu anh. Không thì mà mình nói cái lòng tốt của con người đã rồi sau. Đó là cái lòng tốt của con người, còn cái tổ chức này là khác nữa. Thì cơ cấu của tổ chức và cái con người, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Có con người tốt và cái cơ cấu tổ chức xấu, mà có cơ cấu tổ chức tốt mà có người xấu, thì có đó để mình bàn sao nữa. Thế như vậy, Việt Nam mình thường hay có nói câu rằng, thấy người hoàn nạn thì thương, thấy người tàn tật thì càng thương hơn nhiều. Thưa quý vị thấy rằng, bây giờ tôi đưa một cái số để quý vị thấy. Nước Mỹ có khoảng 47 triệu người, thì trong đó có 15% người được mà xếp loại nghèo. Trong đó có 21 triệu người nghèo, rất là nghèo, dưới mức nghèo của liên bang. Và 50% người sống dựa trên những tiền an sinh xã hội. Thì trong đó có 1 trong 6 người họ nhận tem phiếu thực phẩm của xã hội. Thế tại sao tôi đưa con số thế này? Để con số này để quý vị thấy rằng, sau này có thể Hương Giang đặt câu hỏi: thế thì những người đó và ai là có cái tinh thần và đóng góp nhiều hơn? Thì không phải vì mọi người Mỹ họ đều giàu,
Nhưng vì người Mỹ hoặc là dân tộc Mỹ được khai sáng với cái lòng từ thiện, họ nói rằng khi mà trí tuệ của con người được khai sáng thì cái đó con người sẽ nhận thức được rằng cái vấn đề mà hạnh phúc của con người là cho đi. Việc làm từ thiện, họ nói rằng đó là cái món quà sáng sức cho mỗi một con người. Mà khi mà người Mỹ họ làm từ thiện càng nhiều á, thì họ càng cảm thấy rằng giá trị của họ càng lên cao. Đó là thưa Hương Giang, đó là một trong những mùi giới thiệu là con người Mỹ họ làm giàu từ thiện như vậy. Quý vị, không phải người Mỹ thông đâu, mà đó là có những khác, một có những quốc gia khác, thì như Canada chẳng hạn, hoặc là Úc Châu chẳng hạn, là Anh Quốc chẳng hạn, có những nước đó thì họ cũng có nhiều lòng từ thiện lắm thưa quý vị. Và ngay cả mà cái nước mà mình thấy không ngờ, thì đó nước mà cạnh bên nước Việt Nam, Lào, Hương Giang cũng có lòng từ thiện nhau thì nhiều lắm, được Forbes được liệt kê là một trong quốc gia có lòng từ thiện. Hương Giang tin là hầu như tất cả các quốc gia nào trên thế giới, kể cả những quốc gia mà lớn như là Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, và kể cả những cái quốc gia mà hiện nay gọi là thế giới thứ ba đó, những quốc gia phát triển, thì ở quốc gia nào cũng có những cái tổ chức thiện nguyện, cũng có những cái con người đầy lòng nhiệt tâm, đầy lòng hảo tâm, đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó thưa quý vị, thì Forbes thì họ liệt kê những quốc gia nào mà có cái lòng từ thiện nhiều hơn á, và có giúp đỡ cái quốc gia khác nhiều hơn, thì được liệt kê giống như mùi nói vừa rồi á, trong đó có Mỹ, có Anh Quốc, rồi có Đức, có Úc Châu, rồi một cái nước mà mình ngờ tức là nằm ở sau Việt Nam là Lào. Thế thì như vậy cái số người Mỹ họ đóng góp tiền bạc như thế nào và họ gửi với cho ai, Hương Giang? Thế thưa quý vị, thì đa số rằng là cái số tiền mà đóng góp của người dân Mỹ hoặc là các tổ chức này cái nọ đóng góp, thì quý vị biết rằng là Mỹ là một nước hào hoa và hào phóng nhất thế giới. Thường thường Mỹ viện trợ cho các nước về kinh tế thì ít nhất là 32 tỷ. Năm 2016 á, thì Mỹ viện trợ lên đến là 37.9 tỷ Mỹ kim cho các quốc gia. Thì dường như các quốc gia trong đó có các nước ở Nam Á, hoặc là Đông Phi, hoặc là Tây Nam Mỹ. Quý vị, kể cả Trung Cộng nữa cũng những viện trợ của Mỹ, Hương Giang. Trung Cộng nói vấn đề cái nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới, thế mà cũng ngạo thấy những viện trợ của mình. Rồi bên cạnh đó có các nước Trung Á, Đông Âu và Tây Phi, Đông Nam Mỹ. Tôi nói chung là quý vị, hầu như các nước trên thế giới, mình nước nào mà có sự cần viện trợ về kinh tế hoặc là tài chính, Mỹ sẵn sàng viện trợ. Thế thì như vậy thì Mỹ viện trợ cho ai, rồi dân Mỹ tặng cho tổ chức thiện như thế nào? Thưa quý vị, ở trong nước Mỹ mà thôi, chiến Mỹ thường thường tặng cho các tổ chức thiện nghiệp. Từ giờ năm 2014 thì người dân Mỹ không đã đóng góp một số tiền rất lớn cho quỹ từ thiện chẳng hạn, cho đến một con số là 350.38 tỷ Mỹ kim. Nói về cá nhân thì đó tổng cả là bao gồm các tổ chức và cá nhân. Nếu như tính riêng về cá nhân thì cá nhân tặng đến con số là 258.51 tỷ Mỹ kim, thì tương đương là 72% tổng cái số tiền mà thu được ở trong một năm. Còn các tổ chức thì họ đóng góp được 53.97 tỷ Mỹ kim, tương đương 15%. Nếu quý vị thấy rằng là cá nhân cũng khi nào cũng cao hơn là các tổ chức. Mình thấy rằng các tổ chức, các cái công ty lớn ở Mỹ như vậy thì mình nghĩ rằng họ đóng nhiều. Thì theo con số thống kê và thăm dò của CNN, của Paul thế này, thì quý vị thấy rằng là cá nhân đóng nhiều hơn các tổ chức hoặc là các cái công ty. Còn bên cạnh đó, nói đến di chúc nữa, thì di chúc của những cá nhân họ cũng để lại tức là ít nhất 28.13 tỷ Mỹ kim, thì tương đương khoảng 8% trong cái tổng số mà cái tiền đóng vào thiện nguyện. Thưa quý vị thấy những cái con số đó rất lớn. Còn cơ sở tổ hợp á, thì đóng khoảng họ góp khoảng là 17.77 tỷ Mỹ kim, tương đương phần 5% mà thôi. Như vậy cái con số mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó, thì quý vị thấy rằng là cá nhân là luôn luôn họ có cái dòng, có cái lòng từ tâm và có lòng thiện nguyện cao hơn là các tổ chức hoặc là các cái công ty. Thế như vậy thì tổ chức và các công ty và các cái công sở và tổ hợp thì rất là ít. Thì quý vị thấy con dí chốc, mà dí chốc thì đứng chứ quý vị thấy năm về cá nhân rồi lên đến 28.3 tỷ Mỹ kim.
Thì đó là cái vấn đề mà là cá nhân và tổ chức đóng góp. Thế thì như vậy cái số tiền này thì phân phối cho ai? Thì trung bình mỗi gia đình người Mỹ á, nói gồm có 47 triệu người dân Mỹ. Thì bây giờ mình tính trung bình mỗi người dân Mỹ đóng khoảng là 2.874 đô la một năm như vậy cho các kiểu tổ chức từ thiện. Như vậy tính bình quân từ người họ cho có thể là 100 ngàn hoặc là người cho 150 đô la chẳng hạn. Thì với bình quân như vậy, mỗi một người Mỹ như vậy, hàng năm như vậy thì có ít nhất là 2.874 đô la cho đóng quỹ từ thiện. Rồi cái số tiền được phân phối như thế nào? Cái số tiền phân phối nhất dành cho hoạt động về tôn giáo khoảng cả 32%, rồi dành cho giáo dục khoảng 15% và mục đích nhân đạo khoảng là 12% và cuối cùng là y tế khoảng là 8%. Thì cái mục đích về nhân đạo này á, thì quý vị thấy rằng là giống như thiên tai lụt hạn hán vân vân, thì cái số tiền này để giúp. Còn vấn đề hoạt động của tôn giáo, tại sao hoạt động tôn giáo có một cái tỷ lệ mà cái phần trăm đến 32% hỗ trợ giúp như thế này quý vị? Tại vì tôn giáo họ nghĩ rằng là tôn giáo đem lại bình an và đem lại yên ổn cho mọi người dân, không kể chi sắc dân và sắc tộc nào. Thì đó là con số cao như vậy. Rồi thường thường là 100 tổ chức từ thiện á, họ nhận quà trên online. Thì bây giờ trước đây thì họ còn mở những cái quỹ này quỹ khác, thì bây giờ người ta có thể các tổ chức từ thiện họ mở những website trên online, trên trực tuyến, thì mình có thể cho mình thể mình đưa cái thẻ tín dụng của mình vô đó, coi như là có thể hàng tháng họ rút ra. Như vậy cho đến năm 2016, 2017 á, thì con số mà họ nhận ở trên online như vậy lên đến 13%. Đó là những con số mà chúng tôi gửi đến. Thì bây giờ để đi vào cái mạng tối của những tổ chức từ thiện này, Phương Giang, thì người ta đặt câu hỏi thế này: nếu như bạn nghĩ rằng công việc từ thiện mà không mưu cầu hạnh phúc, thế như vậy người tất cả mọi người nghĩ rằng là nếu những người làm từ thiện họ đem lòng từ thiện đó rồi thì làm sao có phúc lợi trong nữa. Thì người ta đặt câu hỏi thế này: nếu như bạn nghĩ rằng công việc từ thiện mà không mưu cầu hạnh phúc á, thì bạn nên suy nghĩ lại và bạn nên tìm hiểu thêm. Thì đó là một câu mà cuộc thăm dò của CNN và các tổ chức khác người ta đưa như vậy. Thế thì bây giờ mình thử hỏi, không biết đó là câu hỏi như vậy, không biết rằng là Hương Giang cảm thấy có thấy rằng Hương Giang thắc mắc, tại vì Hương Giang được biết là các rất là nhiều tổ chức phi lợi nhuận và những cái tổ chức thiện nguyện đó, cái bộ máy của họ rất là cồng kềnh và họ phải có những, họ phải trang trải những chi phí quản trị, rồi chi phí cho bộ máy của mình, cũng như là những cái chi phí mà gây quỹ. Anh Mùi không biết anh Mùi có nắm không, những cái chi phí gây quỹ nó rất là nhiều, chẳng hạn nổi cái việc in những cái tờ bướm thôi, in tài liệu để mà thu hút sự chú ý cũng đã tốn tiền rồi quý vị. Và Hương Giang được biết là trước đây đã có một cái cuộc nghiên cứu và người ta đưa ra được là cái tỷ lệ, tức là cái số phần trăm mà cái tiền thu được đó dành cho cái tổ chức của họ, dành cho chi phí, trang trải những cái chi phí như vậy nó rất là lớn. Đổi lại là cái vấn đề cái số tiền mà được đem ra, thực sự được đem ra là thiện nguyện nó rất là nhỏ. Không biết có phải như vậy không? Đó là một trong những ý mà Hương Giang nhìn nhận rất là đúng. Mà cái điều đó là Mùi sẽ trình bày thêm nữa. Cái điều đó hầu như là mọi người đều chỉ làm về truyền thông và báo chí thì người ta thấy được điều đó. Và khổ nỗi đa số người dân ở ngoài á, họ không có đi sâu sát vào đó, thì họ nghĩ rằng, họ nói rằng là rất nhiều người họ nói tài trợ, họ cho rằng các vị lãnh đạo hoặc là các người làm từ thiện á, là họ hiến dân cả luôn vật chất và cả tinh thần vào đó, có nghĩa là họ làm đó không vì vụ lợi nào hết trơn, không lương không tiền, và có thể là đem phụ cả tiền bạc của cá nhân mình, của gia đình của mình đóng góp vào đó nữa. Bởi vậy giờ đó người ta đặt câu hỏi rằng nếu như bạn có suy nghĩ như vậy thì nên bạn suy nghĩ lại và tìm hiểu thêm cái tổ chức nào mà mình tin tưởng để phó thác đồng tiền của mình vào đó để đến tay người nhận. Hương Giang, một câu hỏi cho anh Mùi ở đây là anh Mùi có nắm được cái mức lương trung bình của một vị tổng giám đốc cho một tổ chức thiện nguyện? Hương Giang nói là tổ chức lớn. Có. Mùi sẽ phân tích cho Hương Giang biết rằng là các tổ chức thiện nguyện như thế nào,
Và tại sao người ta đặt câu hỏi như vậy, tại sao là mình phải suy nghĩ lại và phải tìm hiểu Một câu hỏi nữa để để anh tiếp Mùi trình tục. bày luôn. Dạ, đó là theo Hương Giang được biết là những người mà họ tổ chức gây quỹ đó thì họ được cái commission, cái này có không? Còn Dạ, hả? Hương rồi Giang mời anh Mùi. như vậy thưa quý vị, để trả lời những câu hỏi của Hương Giang, hỏi rất là đúng trọng tâm, đó là mạng tối của xã hội. Một số giám đốc điều hành của các tổ chức từ thiện, mà các tổ chức này lớn nhất của nước Mỹ, không kể rằng là tổ chức Red Cross, tức là Hội Hồng Thập Tử, tức là tổ chức đó cả thế của cả thế giới rồi, cái tổ chức nó là càng 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 lớn, càng lớn nữa. Thì một số giám đốc điều hành các tổ chức là bức vụ lợi, tức là non profit của Mỹ á, mà những cái tổ chức lớn nhất á, thì quý vị bị họ biết không, những vị đó có lương cao đến 1 triệu cho một năm, cao hơn cả một tổng thống luôn. Vậy là thông tin của anh Mùi còn cao hơn là thông tin mà Hương Giang nắm nắm nữa. Dạ. Rồi thưa quý vị, thử thử nghĩ thế này, một cái bài phân tích của trong đó có 3.929 tổ chức từ thiện, thì 11 tổ chức trả lương cho giám đốc trên 1 triệu đô la một năm, và 78 tổ chức khác thì trả từ 500.000 cho đến 1 triệu đô la cho vị điều hành của tổ chức đó. Quý vị thử tưởng một con số quá lớn. Thì như vậy con số đó thì có thể rằng là bây giờ Hương Giang có thể, ủa tại sao có số công ty số tiền đó, đúng không? Như vậy cái số tiền mà trả cao như vậy cho các CEO như vậy, thì bài phân tích này của Aaron Smith của CNN, ông ta phân tích và họ có lập luận lương cao như thế nào. Bây giờ chúng tôi đưa ra một số công ty để quý vị thấy ra, cái tổ chức để quý vị thấy rằng là có những lương cao như thế này. Hương Giang, 78 CEO có lương từ 7 trừ 500 ngàn cho đến 1 triệu. Đây là nghiên cứu của CNN. Thứ nhất, cái tổ chức đầu tiên là William Flora Hallett Foundation. Họ trả lương đến 2.5 triệu Mỹ kim cho một năm. Rồi American Cancer Society, họ trả lương cho vị CEO đến 2.1 triệu Mỹ kim một năm. Hương Giang thì tưởng tượng một con số mà mình thể nghĩ được. Bởi vậy cái đó mình nghĩ rằng họ nói rằng bạn còn nên xem lại hay không và tìm hiểu thêm hay không, hoặc là cái tổ chức là Boy and Girl Club America, theo CNN thì cái tổ chức này trả cho CEO là 1.8 triệu Mỹ kim cho một năm, hoặc là tổ chức là Metropolitan Museum of Art trả cho 1.5 triệu Mỹ kim cho một năm. Được Huffington Post họ cho biết như vậy, hoặc là cái tổ chức của tiểu bang Cali của mình ở Los Angeles thôi, mà có tên gọi là Los Angeles Opera, trả lương cho CEO là 1.35 triệu Mỹ kim cho một năm. Cái nguồn tin này lấy từ của Huffington Post cho biết như vậy. Hoặc là cái tổ chức là Kennedy Center for Performing Arts trả lương khoảng là 1.348 ngàn Mỹ kim, tức là 1.348 ngàn Mỹ kim cho CEO. Hoặc là cái tổ chức là United Way Worldwide trả lương 1.2 triệu Mỹ kim. Và ngay cả Woodville không thôi, quý vị thấy bây giờ những cái thành phố nào có Hương Giang có khi mời qua Mỹ có đi Woodville mua áo quần hay không? Hương Giang có đi Goodwill và Hương Giang tin là rất là nhiều quý vị khi mà mới qua cũng có đi Goodwill, và Hương Giang cũng đã từng từng cover một cái bản tin về Goodwill và từng cover những cái bản tin mà về khi mà mình có đồ cũ đó anh Mùi. Mình có đồ cũ, ví dụ như quần áo cũ, những cái vật dụng cũ mà mình muốn là tặng, đem tặng cho những cái tổ chức như vậy để họ phân phát cho những người cần thiết, thì cái đó cũng có vấn đề nữa, tại vì Hương Giang từng từng cover cái tin này rồi. Ví dụ với Goodwill thì quý vị thì nghĩ rằng là kỳ nào cũng giám đốc á, là ông CEO lương cao lắm, và có một thời kỳ mà có cái tin rằng là khi mà ông tổng giám đốc của Goodwill có những ông gom tiền hay cả mấy triệu đó, rồi ông dựng bồ nhí đi chơi, rồi ông tiêu tiêu pha này kia nọ đó, đó là Goodwill, mà Chưa, Goodwill cứ cứ mà cái trường hợp này không chỉ xảy ra ở Good Girls đâu mà xảy ra tại rất rất là nhiều tổ chức thiện nguyện. đó, thì quý vị theo Goodwill CEO là tiền lương không là 856.093 Mỹ kim cho một năm, rất là quá lớn. Hoặc là Save the Children Fund thôi, nếu quý vị nào mà ở các trại tị nạn chẳng hạn,
Thì quý vị rằng có biết tổ chức là Save and Children Fund. Thì cái lương của cái tổng giám đốc của Save and Children Fund này á là tương đối ít thôi, cũng không nhiều lắm so với các tổ chức khác, là 365.130, tức 1.300 Mỹ kim. Thì quý vị thấy rằng là cái con số và cái số lương đó thì mình không thể tưởng tượng được nữa. Thế thì như vậy, khi mà đưa ra những con số như vậy á, thì đương nhiên thì các cái tổ chức của thiện nguyện này á, họ có những lập luận của họ, tại sao tôi nhận lương nhiều như vậy, mà tại sao các vị kêu ca hoặc lên án chẳng hạn, tại vì tôi có công, tôi có hưởng được. Giống như Hương Giang khi nãy có nói, tức là những người mà gọi là fundraiser mà thôi, những người mà đi gây quỹ không, họ vẫn có lương như thường, họ có ambition như thường chứ không phải là không. Ngay cả những người mà làm trong tổ chức thiện nguyện chẳng hạn, tại vì họ làm full time ở đó. Thế như vậy, để quý vị biết rằng là tổ chức thiện nguyện ở Mỹ họ không phải là dấn thân để làm mà không có lương, hoặc đem cả tiền lương hay là đem của cả vật chất của mình hoặc là tinh thần của mình để ra trong cho tổ chức đó. Thế thì bây giờ họ họ lập luận như thế nào? Đồng ý tôi có một lương cao như vậy, nhưng tại vì tôi làm đó được, cái đó tôi phải hưởng lương. Thì như hội hồng thập cờ đỏ là CEO của hội hội hồng thập cờ đỏ, mà hội hồng thập cờ đỏ quý vị thấy rằng là một cái tổ chức quốc tế rồi, thì lương tối thiểu của một CEO của hội hồng thập cờ đỏ 500 ngàn cho một năm, đó là tổ chức phi lợi nhuận. Thế thì giống như cái tổ chức United Way chẳng hạn, theo họ nói thế này: bây giờ đặt trường hợp tôi chỉ có đồng lương là 560 ngàn cho một năm, thì như vậy cái chi phí cái số tiền của tôi á, thì nếu tính ra mà tổng thu nhập của cái số tiền mà tôi kiếm được á, thì như vậy tất ra khoảng là 0.61% để chi phí cho cái tăng lương của tôi mà thôi. Nếu tôi làm được 90 triệu, thì nếu như tôi nhận khoảng từ từ 500 ngàn đến 1 triệu, và so 90 triệu, thì như vậy là cái gì đó. Thưa quý vị thấy họ lý luận như vậy. Nếu như so với cái đồng lương của CEO của hội 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 đồng hội hồng thập cờ đỏ á, thì như vậy là cái số tiền tôi ít hơn 38 lần so với Red Cross hoặc là American Cancer Society chứ mà thôi. Thì CEO của họ là nhận tiền đến là 914 ngàn cho một năm, theo họ nói với được số tiền này á, thì chưa bằng là 1/3 của cái số tiền của ông CEO của Red Cross, tức là hồi hồng thập cờ đỏ mà thôi, hoặc là cái công ty của cái tổ chức là Food for the Poor chẳng hạn, thì ông ta nhận từ 400 ngàn trở lên. Thì ông ta nói nếu như so sánh với hồng thập cờ đỏ thì chúng tôi chỉ 1/3 mà thôi. Cái điều này thưa quý vị, nói ra thì mình cảm thấy đau lòng, nếu cái số tiền rất lớn mà mình nghĩ rằng là cái số tiền mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình bỏ tiền vào đó, là ngay cả những người mà làm việc thiện nguyện họ cũng đem tiền đem của cả của mình để mà giúp đỡ cho những người mà thiếu thốn, người nghèo khó, thiên tai lụt lụt hoặc là người tàn tật vân vân. Thì đó là những cái lập luận mà cái lập luận này được ông Mark Robinson của CNN đi thăm dò và ông đưa ra cái vấn đề đó để quý vị thấy. Thế thì bây giờ mình hỏi rằng mình thăm dò thử ai có lòng từ tâm nhiều và ai có lòng, tổ chức nào có lòng từ tâm nhiều, và mình đưa ra một cái thí dụ là có một cái tổ chức nào mà họ lợi dụng trong cái vấn đề này không. Bây giờ trước tiên chúng tôi đưa ra một cái tổ chức mà họ lợi dụng trong vấn đề cái từ thiện này. Họ đứng ra ở Mỹ, bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ cá nhân nào có thể mình xin giấy phép thành lập một cái tổ chức phi lợi nhuận để mà quyên góp tiền để mình giúp đỡ cho người này người khác, bất luận bất kỳ ai và bất luận bất tổ chức nào. Thứ nhất cái tổ chức gọi là tổ chức NSCLF chẳng hạn. Cái tổ chức này á, là National Children Leukemia là Foundation, tức là giúp cho trẻ em mà bị bệnh ung thư máu này kia, nó có những số tiền để chữa trị, hoặc là tổ chức họ hiện thực hành những giấc mơ của các em. Thì mục đích của cái tổ chức này gọi là Make a Dream Come True với các em nhỏ có cái bệnh chứng bệnh ung thư, nhất là ung thư máu vân vân. Thì mục đích họ đưa ra như vậy thì như họ thực hiện ước nguyện cho các em, thì như gặp mặt những danh nhân hay là tài nhân chẳng hạn, thì đó là ước mơ của các em
trong cuộc đời á, hoặc là tổ chức cái chuyến đi du lịch cho gia đình của các em nữa, để cho các em có một cái giấc mơ mà có thể rằng là cái chứng minh của các em có thể chữa được và có thể chữa không được. Nhưng quý vị biết rằng cái tổ chức này á là 80 lấy được số tiền thì chi ra 83% cho chi phí nhân viên, rồi chi phí cho người tổ chức ở gây quỹ vân vân. Như vậy 83% chỉ có rằng là 1% đi đến thẳng những các em bệnh nhân mà thôi. Cái người sáng lập cái tổ chức này á, lương có đến là 600 ngàn cho một năm, và cái tiền thưởng của ông ta không á, là 613 ngàn cho một năm, và đồng thời cũng trích ra số tiền khoảng là 100 ngàn cho tiền hưu trí của ông ta. Quý vị thấy họ làm trong thời gian như vậy, bên Bộ Tư pháp họ thăm dò họ biết được, và quý vị đó là một điển hình trong một trong cái tổ chức mà quý vị thấy rằng là họ lấy cái danh nghĩa của những cái tổ chức thiện nguyện như vậy để mà họ làm giàu cho cá nhân của họ. Và cái tổ chức này thì quý vị thấy ai, tức là vợ chồng con cái của cái tổ chức của cái ông này để đưa vào trong tổ chức, rồi cái số tiền đó nó được xài vào cái tổ chức của gia đình của họ. Thì đó quý vị thấy cái mạng tổ của số như vậy. Bây giờ người ta đặt thêm một câu hỏi nữa, thế thì những người nào mà có cái lòng từ tâm nhiều hơn, chắc là cái cuộc thăm dò này Hương Giang cũng hơi ngạc nhiên một tí, thì người ta có hỏi đặt rằng đặt đặt câu hỏi thế này: thì tất cả mọi người dân Mỹ được giáo dục và được trang bị một cái lòng từ bi, một cái tấm lòng khai phóng và biết thương người như vậy, thì bây giờ đặt câu hỏi ai là có cái lòng từ tâm nhiều hơn và người nào lại không? Thì người ta đặt câu hỏi thế này, đặt câu hỏi trực tiếp luôn: thế thì người giàu ở Mỹ họ có lòng từ tâm, họ có lòng thiện nguyện nhiều như vậy không? CNN thăm dò, họ trả lời no, không tin điều đó không? Phương Giang tin. Thế như vậy người càng giàu bao nhiêu thì càng keo kiệt bấy nhiêu, mà ngược lại càng người nghèo bấy nhiêu thì người đó có hào hoa bấy nhiêu. Thì dụ như người Mỹ chẳng hạn có 47 triệu người chẳng hạn, thế đó 50% thì 15% được phân loại nghèo, và trong đó có 21 triệu người nghèo mà dưới mức nghèo của liên bang nữa, tức là thậm chí nhiều khi họ không có những bữa ăn thịnh soạn ngon lành hơn nữa đó. Hoặc 50% là những người nghèo này á, họ sống dựa trên an sinh xã hội, tức là dựa trên food stamp, tức là lương thực thực phẩm của nhà nước cung cấp á. Hoặc là 106 người họ hưởng được cái lương thực thực phẩm á, và 50 triệu người là food stamp, hoặc là ngay cả những người homeless, hay là cựu quân nhân, hoặc là trẻ em chẳng hạn. Thì những người này họ nhìn ăn họ vẫn bỏ vào cái từ thiện, những cái tổ chức thì từ thiện mà họ được kêu gọi. Thế thì IS cho biết rằng năm 2008 thì giới trung lưu nghèo có cái income, có cái mức thu nhập từ 50 cho đến 75 ngàn á, thì họ đã trích tiền túi của mình, tiền thu nhập của mình đến 7,6% để mà giúp cho những hội từ từ thiện, để mà giúp đỡ cho người nghèo về y tế, về giáo dục, vân vân. Thì trong đó họ đóng góp được là 130 tỷ Mỹ kim trên 214 tỷ Mỹ kim, thì nhớ đưa đưa con số điển hình 2008. Như vậy cái năm 2008 á, tất cả mọi hội đoàn và tất cả cả cá nhân, các tổ chức đóng góp được khoảng là 214 tỷ Mỹ kim, mà trong khi đó một cái giới nghèo họ đã đóng góp lên đến là 135 tỷ Mỹ kim rồi, thì gần 2/3 tất cái số tiền đó là do cá nhân mà người nghèo họ đóng góp. Thì quý vị bây giờ người ta đặt câu hỏi, thế thì người giàu giàu bao nhiêu và người ta đóng góp bao nhiêu? Người giàu á, họ có thu nhập khoảng 100 ngàn trở lên á, thì quý vị thấy rằng họ chỉ trích ra khoảng là 4,2% để mà giúp đỡ cho các tổ chức thiện nguyện, để cái số tiền đó đi thẳng để những người cần đến. Và những người nào mà có thu nhập từ 200 ngàn trở lên, thì quý vị thử tưởng tượng rằng họ chỉ đóng 2,8% mà thôi. Thế như vậy, khi mà cuộc thăm dò của CNN nói rằng thì những người giàu nhất ở nước Mỹ và những cá nhân đó họ có lòng từ tâm nhiều hay không, và họ trả lời câu dứt khoát đó là không.
Thưa quý vị, đó là con số để mà chúng tôi gợi đến quý vị. Thế thì vì sao mà khó kiểm soát và muốn tìm hiểu những cái tổ chức này như thế nào để mình tin tưởng? Khi nãy Hương Giang có nói, thưa quý vị, có những cái tổ chức nhiều khi họ muốn làm như vậy để họ lấy tiếng, hoặc là họ muốn cái tên họ với cộng đồng hoặc là với các tổ chức khác là tôi là cũng làm thiện nguyện. Nhưng quý vị, một lần mà đi xin sổ hoặc một lần gây quỹ như vậy á, tôi quý vị thấy rốt cuộc không còn bao nhiêu. Thì ví dụ những người gây quỹ fundraiser chẳng hạn, Hương Giang trả tiền nào là tiền gì, tiền thuê địa điểm, rồi trả tiền thuê ca sĩ, rồi trả tiền thuê cho người mà họ đi vận động, rồi trả tiền cho báo chí, cho truyền thanh và truyền hình, rồi trả tiền cho nhân viên làm việc. Thưa quý vị, đến từ 68% cho đến 75% cái số tiền là chi phí cho những cái chi phí đó rồi. Chưa kể chi phí cho những người mà lãnh đạo của tổ chức đó nữa. Một số tổ chức chi phí đến 90%. Như vậy chỉ còn 10% đó là còn phải chi phí nữa. Thế thì như vậy cái tổ chức đó, tụi quý vị thấy rằng là họ muốn show up của mình ra, tức là mình có lòng nhân đạo chẳng hạn, nhưng thực ra cuối cùng không có được đồng nào đến tay người nhận. Thì như trận động đất ở Nhật Bản, rồi trận động đất ở các nước ở châu Á chẳng hạn, rồi biết bao nhiêu trận lụt lụt đấy, cái nọ, biết bao nhiêu cái tổ chức thiện nguyện ra để mình làm việc. Nhưng quý vị thấy rằng là thuê ca sĩ hàng nặng thường hàng thôi, như vậy mỗi ca sĩ như vậy 2-3 ngàn chẳng hạn, thì cuối cùng có được bao nhiêu để giúp đỡ? Nhưng cái số tiền của quý vị 5 đồng, 10 đồng rất là lớn lao. Quý vị thấy rằng là 47 triệu dân của người Mỹ chẳng hạn, mà trong đó 50% ăn trợ cấp chẳng hạn, hoặc 50% người nghèo thì có đồng lương khiêm tốn từ 50 ngàn trở lên thôi, khoảng 70 ngàn thôi, mà họ đóng góp đến 7.8% của họ. Như vậy cái số tiền của mình đó mà đóng góp có những cái tổ chức đó rất là uổng. Thì quý vị thấy cái đó là mình cảm thấy đó là rất là đau khổ chuyện đó. Thế thì như vậy rất là khó kiểm soát vấn đề này, làm Hương Giang vấn đề kiểm soát, tại vì khi mà thí như là họ nhận tiền vào chẳng hạn, cái quỹ đã kiểm soát được vấn đề này rất là khó. Thí như cho tiền check á, thấy không, thì có thể kiểm soát được, mà thí như đa số cho tiền mặt chẳng hạn thì làm sao kiểm soát được đó, thì rất là khó kiểm soát. Và đồng thời cũng không có một thông tin nào, một tổ chức nào, những cái tổ chức này không có một thông tin nào hết trơn á đó, không có thông tin để cho mình biết được nếu trong cái board director, tức là hội đồng mà họ được thành lập đó, thì những nếu như hội đồng đó họ ăn rơ với nhau thì như vậy cái tiền đó cũng không lọt ra ngoài được, mà những thông tin cũng không lọt ra ngoài được. Bởi vậy với đó cái vấn đề mà khó kiểm soát cái đó, hoặc là kiểm soát cái vấn đề chỉ có chăng kiểm soát của IRS. Mà vì biết là kiểm soát IRS rất là lâu, nếu sợ thế mà kiểm soát được á, thì khi mà họ biết được á, thì họ chỉ có cắt đứt cái phần gọi là miễn thuế của các tổ chức này. Một cái đặc biệt là các tổ chức này thì không có thuế nữa, được miễn thuế của liên bang nữa, tiểu bang của liên bang nữa, thì cái vấn đề đó rất là khó kiểm soát cái vấn đề mà các tổ chức này. Thì dụ như IRS chẳng hạn, thì họ có những cái phần để đưa ra để mà giải quyết cái vấn đề kiểm soát của các tổ chức thiện nguyện, trong đó là họ viết tắt chữ DAS, DADS chẳng hạn, tức là disclosure, tức là họ phải thanh minh thanh nga, được minh bạch tất cả những số tiền mà quyên góp được chẳng hạn. Mà cái số tiền quyên góp này được quý vị thấy làm ai kiểm soát được? Thì dù quý vị bỏ tiền mặt qua chẳng hạn, nó cho tiền mặt ai kiểm soát được hết trơn á. Cái thứ hai, bắt họ phân tích analysis, tức là phân tích, thì họ phân tích nhưng có cả ai biết được trong cái hội đồng đó. Rồi nếu như mà trợ ngài họ bị chế tài chẳng hạn, thì chế tài chẳng có là chế tài là họ cắt cái tax exempt thôi, tức là tổ chức khỏi miễn thuế. Bởi vì nhớ lại năm 1995 á, thì ông chủ tịch của United Way á, là ông này mang cái tội gian lận khoảng là 1.2 triệu Mỹ kim, thì cũng lấy từ tiền gian lận của từ tiền từ người ta đóng góp như vậy, rồi ông này cũng bị phạt vào tù chẳng hạn. Đó, thì đó là những cái lý do mà chúng tôi đưa ra, thì quý vị thấy rằng là cái màn tối của những cái tổ chức phi lợi nhuận như vậy. Nếu như mình hỏi rằng nếu mình tin tưởng quá thì mình nên đặt câu hỏi, và
và mình nên tìm hiểu được cái tổ chức nào mình an tâm nhất, mình tin tưởng nhất để mình phó thác đồng tiền của mình vào đó để mình an tâm. Mình tìm như thế nào thì chúng tôi sẽ nói sau. Thì bây giờ hỏi Hương Giang thì như vậy, những cái lời mà trình bày như vậy Hương Giang thấy nó có thấy có cái thấy khó chịu trong những cái tổ chức đó hay không, hay là Hương Giang có biết gì thêm? Hương Giang phải bổ sung thêm. Thực sự thì những điều mà anh Nguyễn Ngọc Mùi vừa mới trình bày với quý vị thì Hương Giang không có ngạc nhiên và Hương Giang cũng không có gì bất ngờ cả, tại vì Hương Giang vẫn thường đưa tin về những cái vấn đề này, những cái vụ Hương Giang lập và các tổ chức thiện nguyện ở trên khắp Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà sinh sống ở Hoa Kỳ, quý vị thấy là các tổ chức thiện nguyện rất là nhiều, nhiều lắm quý vị. Từ như là bảo trợ những cái chương trình gây quỹ bảo trợ cho trẻ em mà bệnh tật, rồi trong đó thì có những cái chương trình như là một cái căn bệnh cụ thể nào đó, chẳng hạn như ung thư hay là ung thư máu, rồi những cái chương trình thiện nguyện cho phụ nữ chẳng hạn như là ung thư vú, rồi thậm chí có những cái chương trình thiện nguyện kêu gọi gây quỹ thiện nguyện cho cả động vật nữa, ví dụ như những con thú mà bị bỏ rơi đó quý vị, nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng mà Hương Giang thì Hương Giang thấy như vậy, tại vì cái việc mà để xem thử là cái tổ chức đó nó có đàng hoàng hay không thì thực ra rất là khó. Thưa quý vị, những cái thông tin mà mình xem được thì chỉ là những cái thông tin ở trên mạng thôi, và những cái thông tin đó là những cái thông tin chung chung, và theo như Hương Giang đọc tin, theo dõi tin từ trước đến nay thì những cái tổ chức nào mà ở đó có những cái sự gian lận, cái sự phung phí nhiều nhất là những tổ chức mà có những cái trang mạng, có những thông tin rất là đẹp. Thưa quý vị, đó là cá nhân Hương Giang khi mà Hương Giang đọc ra như vậy. Và anh Mùi biết là trong cái mùa lễ vừa rồi đó, có những người họ thay vì họ đóng tiền, họ đi làm thiện nguyện, họ đóng tiền thì họ bằng những cái cử chỉ rất là cụ thể thôi. Chẳng hạn như là đã có những người họ đến Walmart, họ trả tiền hết cho những cái account nào đang còn nợ tiền tại Walmart. Hoặc là có những người thay vì họ gửi tiền donate hiến cho một cái tổ chức nào đó thì họ lại đi tới một cái tổ chức họ biết, họ tới, họ quan sát xem thử, chẳng hạn như tại ngay tại San Jose của mình có những tổ chức họ tổ chức những cái bữa ăn cho những người vô gia cư, tổ chức những cái bữa ăn cho những người cao niên, cho những vị cao niên, thì đã có những người họ đem dịch đích thân, họ đem tiền của mình tới những cái tổ chức này và họ biết chắc chắn là những cái đồng tiền của mình được sử dụng đúng. Thì đó chỉ là một trong những cách mà theo như cá nhân của Hương Giang thôi. Còn không biết là anh Mùi có điều muốn khuyên quý vị khi mà muốn làm thiện nguyện thì như thế nào? Hương Giang trình bày như vậy là có một phần nằm trong cái vấn đề mình để mình tìm hiểu, hoặc là mình tặng cái số tiền của mình như thế nào để người nhận, đó là thiết thực nhất. Bởi vì biết rằng ở Hoa Kỳ á có trên hơn 1 triệu cái tổ chức nhỏ, tổ chức lớn, hơn 1 triệu tổ chức, như vậy quý vị mình thấy rất là nhiều lắm. Ngay cả cộng đồng Việt Nam mình phải có tổ chức nhỏ, tổ chức lớn, vân vân, rất là nhiều lắm, như vậy không đâu. Nhưng mình xem thử tổ chức nào để mình đáng tin cậy nhất. Rồi khi mà đáng tin cậy, quý vị còn nhớ cái điều này này. Có nhiều cái tổ chức mà họ lấy cái tên của tổ chức, họ lấy cái tên tổ chức mà có uy tín á, họ lấy từ như vậy. Đó, từ giống như thì bây giờ tôi đưa cái tổ chức giống như Wario chẳng hạn. Thì bên cạnh đó họ đưa ra một cái tên dùng ý như vậy, họ đưa thêm chữ sau và chữ trước nữa để cho mình lầm lẫn đi. Thì giống như hồi hôm thực tự đó thì có nhà quá lớn nó mình nói rồi. Thì những hồi bà mẹ và trẻ em, hoặc là những hồi mà ung thư này cái nọ, hoặc là những tổ chức mà thiện nguyện của Boy and Girl Foundation chẳng hạn. Thì như họ lấy những cái tên như vậy, họ tương tự như vậy, mà những cái tổ chức này có tiếng tăm và người có uy tín rồi, thì mình không biết là mình nhầm lẫn. Thì điều đó mình xem thử. Trong cái tổ chức mà chúng tôi thấy rằng là ngay cả ông Warren Buffett mà chúng tôi nói cái đề tài trước á, quý vị thấy ông Warren Buffett đóng cho cái tổ chức mà Bill Melinda, tức là Foundation á, đến 35 tỷ Mỹ kim. Và cái tổ chức đó hiện nay lên đến có thể là 70 tỷ Mỹ kim rồi, để đi giúp đỡ cho những gia đình nghèo, hoặc là những em học sinh giỏi mà nghèo á. Thì đó là một trong tổ chức mà có thể rằng là ông Bill Gates và ông Warren Buffett mà ông có thể làm được cái điều đó. Thế thì bây giờ mình tìm hiểu như thế nào để mình có những cái tổ chức mình tin được. Tôi quý vị thấy rằng là Hương Giang cũng biết là ở Mỹ thì có cái tổ chức là BBBB, tức là Triple B,
cái tổ chức đó là họ đánh giá được coi như công ty nào, tổ chức nào hoặc là business nào coi như làm ăn như thế nào được báo cáo hết trơn á. Chứ đâu có quý vị có thể vào trong cái BBBB để mà tìm hiểu xem thử rằng là cái tổ chức thiện nguyện đó họ điều hành chi họ chi ra chi phí điều hành bao nhiêu, họ chi phí gây quỹ bao nhiêu, họ chi phí cho cái hành chính bao nhiêu, rồi là bao bao nhiêu nhân viên họ hưởng lương như vậy. PPP là họ có sẵn đâu, do đó mình biết rằng nếu như mà chi phí điều hành và chi phí hành chính nó một quá cao quá đến 80% đến trên 50% tức là mình không tin rồi, hoặc 60% là mình không tin rồi. Như vậy trong PPP có, hoặc trong các cái tổ chức kiểu như Charity Navigator .com quý vị có thể vào đó quý vị thấy được, hoặc là Guidestar hoặc là Charity Watch, thì quý vị vào trong những cái đó để quý vị xem nếu như quý vị đóng góp cho một tổ chức thiện nguyện thì như Boy and Girl Foundation hoặc là Women Cancer chẳng hạn, thì quý vị có thể đánh cái từ đó vô trong BBB quý vị thấy rằng họ họ báo cáo cho quý vị biết hết trơn. Và nếu những cái tổ chức nào mà nó không có nằm trong đó thì quý vị hãy quên đi, coi như không có nữa. Và đồng thời quý vị có thể lên trên sở thuế, quý vị tìm theo cái tổ chức đó họ có cái mẫu khai thuế là mẫu là 990 ở trong mẫu thuế là biết liền. Thì trong mẫu thuế đó tức là có ghi rõ cho mình biết rằng là cái vấn đề chi phí như thế nào, thu nhập bao nhiêu, chi ra như thế nào, rồi chi phí hành chính, chi phí này kia nào bao nhiêu thì mình biết liền. Nếu những cái tổ chức nào mà nào nằm không nằm trong đó thì quý vị đừng nên bao giờ đóng cho cái tổ chức đó. Đây đó là một trong những cái lời khuyên của ông là Aaron Smith hoặc là ông Mark Robinson thì ông đưa như vậy. Thưa quý vị thì đó là mình thấy rằng là mình nghĩ rằng là tất cả mọi người đã làm từ thiện và tổ chức làm từ thiện chắc là làm tốt lắm. Thì đó là một trong những mảng tối mà chúng tôi muốn trình bày, tôi cũng như một vị hướng dẫn muốn trình bày được quý vị thấy để mình tránh, để mình có thể cái đồng tiền của mình nhìn ăn nhìn tiêu mà chưa để người được thọ nhận nhà. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mùi đã có những cái thông tin gửi đến quý vị và Hương Giang. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Hương Giang cũng nhắc nhở là quý vị, nếu quý vị nào mà gửi ủng hộ một cái quỹ nào đó thì quý vị cũng đừng ngạc nhiên là sau khi mình gửi đi thì sẽ nhận được rất là nhiều thư, những cái lời kêu gọi tiếp tục, có khi là hàng chục cái lá thư, là quý vị cũng đừng ngạc nhiên tại vì người ta chia sẻ thông tin. Và Hương Giang một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mùi và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin chào Hương Giang và xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới.